Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 6. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Bảy Quốc hội khóa 15, sáng nay thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trình bày tóm tắt tờ trình về việc phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung này. Đánh giá tác động của việc Vương quốc Anh gia nhập CPTPP đối với Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, ở góc độ song phương, Việt Nam và Vương quốc Anh đã có quan hệ FTA song phương. Việc Vương quốc Anh gia nhập CPTPP sẽ góp phần củng cố vai trò của Việt Nam đối với Vương quốc Anh tại khu vực này, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong hợp tác kinh tế quốc tế và quan hệ hợp tác song phương với Vương quốc Anh. Ở góc độ đa phương, việc Vương quốc Anh gia nhập CPTPP sẽ góp phần kết nối khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Mỹ với châu Âu, giúp nâng tầm CPTPP từ một hiệp định trong khu vực, trong khuôn khổ khu vực thành một hiệp định mang tính toàn cầu, đồng thời góp phần vào sự phát triển hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Về tác động kinh tế, việc Vương quốc Anh gia nhập CPTPP sẽ giúp quảng bá và thu hút thêm nhiều nền kinh tế khác gia nhập FTA khu vực này, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho hàng hóa Việt Nam và góp phần tăng sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Đối với tác động về lao động, việc làm, xã hội, các ngành mà Vương quốc Anh có thể có thế mạnh xuất khẩu như máy móc, thiết bị công nghệ cao, dịch vụ tài chính, ngân hàng đều không cạnh tranh mà có tính bổ trợ cho các ngành thế mạnh của Việt Nam. Do đó sẽ không phát sinh cạnh tranh đáng kể về công ăn việc làm, mặt khác còn giúp cho phát triển thị trường lao động và gia tăng việc làm trong các lĩnh vực tương ứng tại Việt Nam. Sáng nay tại trường Đại học Xây dựng miền Tây, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và chương trình tiếp sức mùa thi năm 2024. Đến dự của bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và hơn 250 cán bộ đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 được tỉnh đoàn triển khai cao điểm từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024, gồm một chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch Hoa Phượng Đỏ, Hành Quân Xanh, Kỳ Nghỉ Hồng và Mùa Hè Xanh. Tại lễ ra quân, tỉnh đoàn yêu cầu các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện xung kích sáng tạo bám sát vào tình hình thực tế của địa phương, tổ chức đảm nhận thực hiện các công trình phần việc thanh niên phù hợp với từng khối đối tượng, chuyên môn nghiệp vụ và loại hình tình nguyện, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh ở địa phương. Bằng sự quyết tâm tập trung cao độ trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024, các cấp bộ đoàn trong tỉnh phấn đấu vận động và tổ chức thực hiện các công trình phần việc đạt 9 tỷ đồng. Tại buổi lễ, tỉnh đoàn đã trao hỗ trợ công trình thanh niên cho huyện Tam Bình, Trà Ôn và thị xã Bình Minh trị giá 150 triệu đồng, vận động trao tặng công trình thắp sáng đường giao thông nông thôn, hỗ trợ nhà nhân ái và đường ống dẫn nước sạch trị giá 430 triệu đồng, hỗ trợ cho các đoàn viên thanh niên có sản phẩm ô cốp, mô hình kinh tế tập thể áp dụng chuyển đổi số. Nhân dịp này, tỉnh đoàn cũng đã ra mắt 5 đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi tỉnh Vĩnh Long năm 2024 và trao kinh phí hỗ trợ 80 em học sinh ở 8 huyện thị thành đoàn có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Chiều hôm qua, Hội đồng Nhân dân huyện Tam Bình tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 3 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp quan trọng xem xét miễn nhiệm hai chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời xem xét tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Tam Bình. Tại kỳ họp, sau khi nghe tờ trình của Hội đồng Nhân dân huyện xem xét miễn nhiệm các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã thảo luận và biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Quốc Thái do chuyển công tác khác và thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Chương do nghỉ hưu trước tuổi. Cũng tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân huyện Tam Bình khóa 12, các đại biểu đã thảo luận biểu quyết tán thành chủ trương sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tường Lộc và thị trấn Tam Bình thành một đơn vị hành chính cấp xã mới, lấy tên là thị trấn Tam Bình. Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ vừa tổ chức hội nghị sơ kết kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Đến nay, huyện Long Hồ có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 6 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề nghị cần bố trí đủ kinh phí cho các công trình xây dựng cơ bản của các tiêu chí giao thông, trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Bên cạnh đó, huyện cần phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện vì hiện nay quy hoạch này chưa được phê duyệt nên chưa xác định được công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu và hạ tầng xã hội thiết yếu được đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2024, huyện Long Hồ phấn đấu xây dựng xã An Bình đạt chuẩn nông thôn mới, xã Hòa Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Hòa Ninh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Bình Tân vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Năm 2024, huyện Bình Tân được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là 132 công dân. Qua thực hiện quy trình 8 bước, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chốt báo lệnh và bàn giao 132 công dân về các đơn vị. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã thị trấn đã thực hiện xã hội hóa được trên 639 triệu đồng để hỗ trợ thăm tặng quà tổ chức liên quan, cất nhà mái ấm hậu phương nhằm tiếp thêm động lực, động viên thanh niên an tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Năm 2025, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã thị trấn tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân và các văn bản có liên quan một cách thường xuyên, liên tục, có trọng tâm trọng điểm, nhằm nâng cao ý thức công dân và gia đình trong việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Dịp này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã khen thưởng cho 5 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Thưa quý vị, diễn ra từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 6, tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, gồm nhiều chương trình biểu diễn hấp dẫn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn và các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, đông đảo người dân và du khách đã đến tham quan tìm hiểu truyền thống lịch sử, quá trình trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị của quần thể di tích cố đô Huế. Các công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách được các cấp chính quyền và ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm thực hiện chu đáo. Với nhiều chương trình đặc sắc hướng đến cộng đồng như lễ hội đường phố sắc màu văn hóa, dạ yến hoàng cung, lễ hội ánh sáng, lễ hội sông nước Tam Giang, cùng với các chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, giúp Festival Huế luôn đón lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến với Huế mộng mơ trong những ngày này. Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, theo báo cáo nhanh từ ngày 6 tháng 6, công suất sử dụng phòng tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế đạt từ 55% đến 60%. Còn trong ngày 7 và ngày 8 tháng 6, công suất sử dụng phòng đạt hơn 75%, cùng với lượng lớn du khách đến với Festival trong dịp cuối tuần này. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Thể dục tỉnh Vĩnh Long tổ chức giải vô địch thể dục dưỡng sinh và yoga tỉnh Vĩnh Long năm 2024. Đây là một trong những hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng 11 tháng 6 năm 1912, 11 tháng 6 năm 2024 và hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 năm 2024. Tham dự giải năm nay có hơn 350 vận động viên của 20 câu lạc bộ đến từ 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đội thi diễn hai nội dung thể dục dưỡng sinh và yoga. Đây là một trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ phong trào luyện tập thể dục dưỡng sinh và yoga trên địa bàn tỉnh. Giải vô địch thể dục dưỡng sinh và yoga còn là sân chơi lành mạnh bổ ích cho người cao tuổi, tạo điều kiện cho các câu lạc bộ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tập luyện nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và hướng đến Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trà Ôn phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện vừa tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức phòng chống tai nạn thương tích với chủ đề Kiến thức của mẹ an toàn cho con năm 2024. Tham gia hội thi có 14 đội đến từ các xã, thị trấn trong huyện. Mỗi đội gồm 8 thành viên tranh tài hai phần thi, gồm thi tìm hiểu kiến thức với hình thức giải ô chữ kiến thức của mẹ và thi tiểu phẩm kiến thức của mẹ an toàn cho con.
Nội dung thi xoay quanh về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, xử lý tình huống liên quan đến các nội dung về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, chương trình Mẹ đỡ đầu, kiến thức về phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, tạo môi trường sống an toàn cho trẻ em và tiêu chí có ngôi nhà an toàn trong cuộc vận động xây dựng gia đình, năm có ba sạch. Đây là sân chơi thiết thực giúp các đội giao lưu, chia sẻ những kỹ năng xử lý các tình huống trong việc bảo vệ trẻ em, nâng cao vai trò trách nhiệm của người mẹ trong việc định hướng phát triển nhân cách của trẻ, góp phần chung đắp giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và ba giải khuyến khích cho các đội đạt kết quả cao.